ghi lại video của buổi học hôm nay để các bạn nào mà chỗ nào mà mình cảm giác bị lag á thì chúng ta vào xem lại nhá. Này giờ bảo ta ghi mà. Từ khi dạy online là những cái quyển này hết rất là nhanh. Vì thầy dạy nhiều lớp lắm. Hết siêu nhanh luôn. Vẫn là cái phần bổ trợ nhá các bạn, ghi bài này. Vẫn là thầy tiếp tục cái phần bổ trợ về kiến thức trước khi mình học cái phần chính. Nhá. Vẫn là bổ trợ kiến thức. Những cái phần này có thể ở trước ở trên lớp là mình cũng không được động đến nhiều đâu. Đấy, thì giờ thầy sẽ nhắc đến là trong những cái phần này của mình. Hôm trước là mình nói cái gì nhỉ? Về bất phương trình tích, bất phương trình thương đúng không? Trình tích với thương. Thầy có giao bài về nhà. Đấy, một số câu rồi. Nào, ghi cho thầy này bài số 1. Để ôn lại các bài trước một tí. Ghi này, giải bất phương trình. Giải bất phương trình. Và biểu diễn. Và biểu diễn ơ. Tập nghiệm trên trục số, giải bất phương trình này ở diễn tập nghiệm trên trục số nhá. Câu A ví dụ thì cho như này, ví dụ là 4x bình, 4x bình trừ 9 đấy, nhỏ hơn 0. Nào bạn làm vở nào. Luôn. Bạn làm xong chụp với nhóm thầy thầy xem nhá. Đây thực ra là bài hôm trước ấy. Kiến thức buổi hôm trước. Ai về nhà có làm bài thì sẽ xử lý lấy câu này. Phát làm nhanh chụp bài thầy xem nhá, phát nhá. Vâng. À. Bài này Thanh nó phát hiện ra là bài này có thể làm nhanh được à. Nhưng mà gạch xóa quá Thanh ạ. Bài này có phải đúng là không 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 cần ghi trường hợp cũng được đúng không? Vâng ạ. À, đây là thầy giải quyết bài này nhá. Để phát đâu bài đâu? Gửi xem nào. Đang gửi ạ. Sao là đoạn sau thì không gạch vậy? Thiếu cái gạch ở cái trục số kìa.
chỗ thầy khoanh tròn đấy, thấy chưa? Ở đây vẫn thích nhân tử ra. Dũng thiếu cái biểu diễn trục số của em kìa. Cái này là 2x trừ 3 nhân với 2x cộng 3 phải không? Nhỏ hơn 0. Thì bài này bạn có thể chia thành hai trường hợp, là khi tích hai đối tượng này mà âm thì hai thằng trái dấu, đúng chưa? Trước buổi trước là ta nói bên này này, khi hai thằng này âm, tích cả chúng âm thì hai thằng trái dấu, vậy là nếu thằng này dương thì thằng này âm, thằng này âm thì thằng này dương. Nhưng ở đây thầy phát hiện ra một điều là 2x trừ 3 và 2x cộng 3 thì biết thằng nào to hơn. Thằng lớn hơn là 2x cộng 3. Thế phần 2x là chung nhau, đúng không? Thì thằng nào có cộng 3 to hơn là trừ 3 rồi. Thì ở đây thì ta cũng không phải chia trường hợp đâu. Ta sẽ thấy là 2x trừ 3 của thầy là phải là số âm, còn 2x cộng 3 phải là số dương. Đương nhiên trong hai thằng có một thằng lớn một thằng bé, thì thằng lớn phải là dương rồi, thằng bé là âm, khi hai thằng trái dấu mà. Cái này mà mặc ra phải thích một chút là vì 2x trừ 3 thì nhỏ hơn 2x cộng 3. Đấy, mình thể hiện là thằng này là thằng bé, thằng này là thằng lớn này. Đấy, sau đấy mình giải thôi. Dòng trên ra là x nhỏ hơn 3 phần 2. Dòng dưới ra là x lớn hơn trừ 3 phần 2. Và thấy kết hợp lại với nhau ra là trừ 3 phần 2 nhỏ hơn x nhỏ hơn 3 phần 2. Được chưa? Đấy. Đấy là cái kết quả của ta. Sau đó ta kết luận này vậy. Bất phương trình có nghiệm. Đối với bất phương trình các bạn cứ ghi nghiệm thôi, xong bạn chép cái kết quả ra. Được chưa? Sau đó biểu diễn trục số thì bạn vẽ trục số ra. Trừ 3 phần 2 này. 3 phần 2 này. Dừng ở 0 là giữa đây đúng không? Đấy, thì khi các bạn vẽ biểu diễn trục số các bạn phải thêm cho thầy cái điểm 0 vào. Đây của mình như thế này này. Nó gạt cả phần bên ngoài đi lấy bên trong mà. Nó lấy cái khoảng ở giữa hai nghiệm. Bạn hiểu ý không nhỉ? Đó. Để nhớ là biểu diễn thầy số 0 vào nữa thì nó sẽ chuẩn hơn rất là nhiều. Đấy, đây là cái trình bày của câu A. Đấy, làm sao để biết cách kết luận? Kết luận á? Đó, đây đây. Vâng. Không, cái dòng bên trên cơ. Đây á, kết hợp này á. Làm xong bên trên rồi làm sao để suy ra dòng bên từ đây ra đây á? Vâng. Đây. Vẽ trục số ra là thầy. Thực ra nó chính là sau khi vẽ số xong nó sẽ có kết quả như này này. Nhìn nhá. Đây là viết những cái đầu mút vào đây trước đã. Đầu tiên nó bảo là nhỏ hơn 3 phần 2 như này này. Nhỏ hơn 3 phần 2 như này thì gạch phần bên này. Bác đồng ý không? Vâng. Xong lại lớn hơn chứ 3 phần 2 như này. Lớn hơn nó quay như này. Đấy, sau khi xong nó vẫn còn nó còn phần này. Thì rõ ràng đây nghiệm của ta sẽ rơi vào giữa khoảng từ trừ 3 phần 2 đến 3 phần 2. Đấy. Hiểu ý chưa? Rồi ạ. Đấy. Thì sau là cái này nó chính là kết quả của cái này luôn này. Nhưng cái này sẽ biểu diễn về dạng đẹp đẽ hơn, cẩn thận hơn. Câu B. Nào câu B này. Trừ x bình cộng 3x cộng 4 nhỏ hơn là bằng 0 đi. Trừ x bình cộng 3x cộng 4 nhỏ hơn bằng 0. Các bạn làm luôn là vở thầy này. Xong thì gửi luôn lên nhóm. Đấy các bạn, bạn đây là đầu tiên của người ta, hệ số của x bình của ta là trừ 1 mà. Là trừ x bình. Nên lúc các bạn làm các bạn lại cho thành x bình thì có phải là sai không? Ở đâu ra phân tích được như vậy về phát? Kết quả đấy đâu ra đấy? Em phân tích nhân tử ấy. Dạ. Cái phân tích nhân tử đấy ở đâu ra vậy? Em phải diễn giải chứ. Xem chép luôn ở đâu ra đây. Mình cái này mình làm tự luận, mình phải giải thích, mình phải diễn giải cho họ thấy là mình biết làm cơ, chứ không phải chỉ đơn giản là em ghi được cái đấy vào là được đâu. Phân tích cái này ra này, thì thầy tách cái này ra. Một là em để nguyên này em phân tích nhá. Thứ nhất này, để nguyên này phân tích thì tách cái này thành là gì?
thì thử thách thành là trừ x cộng 4x cộng 4. Được không? Thầy nhầm nhá, tổng là 3, tích kia là âm 4 thì phải sửa số 4 với số âm 1. Được chưa? Nó dạy các bạn nhầm rồi đấy. Thì cái này đặt là trừ x ra ngoài này, trong là x cộng 1. Cái này đặt 4 ra ngoài này, trong là x cộng 1. Nhỏ bằng 0. Vậy là tôi có thể thấy là x cộng 1 là nhân tử chung. Trong sẽ là trừ x cộng 4 hay là 4 trừ x. Đấy, sau đó tôi chia ra hai trường hợp. Đúng không? Cái này chắc chắn phải chia rồi. Chắc chắn phải chia rồi. X cộng 1 mà dương thì 4 trừ x sẽ âm. Phải có dấu bằng em nhé. X cộng 1 mà nhỏ bằng 0 thì 4 trừ x sẽ lớn bằng 0. Các bạn chữa vào đi. Chữa các câu này vào. Rồi, tương đương này. Ở trên là ra x lớn bằng âm 1. Cái chỗ này là x sẽ x lớn bằng 4. Chuyển dưới x sẽ lấy x lớn bằng 4 này. Chỗ này là x nhỏ hơn bằng âm 1. Và x nhỏ hơn bằng 4. Đó. Sau khi kết hợp lại thì tôi thấy là như này. Vẽ cái ở trên này này. Vẽ cả hai cái này này ra. Cái trên thì nó ra là x lớn hơn là bằng 4. Cái dưới nó ra x nhỏ hơn bằng âm 1. Kết hợp lại ra như này. X lớn hơn bằng 4. X nhỏ hơn bằng âm 1. Đây là kinh nghiệm của công trình của ta này. Đấy, thế còn cái cách khác nhá. Đây, cái hai ghi sang đây này. Hai ghi sang đây nhá. Thầy sẽ tương đương như sau. Thầy thấy là làm việc với dấu trừ ở trước x bình ấy thì nó cảm giác nó hơi khó khăn. Thì thầy sẽ nhân với trừ 1 cả hai vế. Nghe này, thầy nhân với trừ 1 cả hai vế vào đây này. Thì thành là x bình trừ 3x trừ 4. Thì khi nhân trừ 1 thì bất công trình đảo chiều lại nhá. Đảo chiều lại. Đấy, biết thành như này thì mình cũng làm nó dễ hơn này. Nhá, bạn nào cảm giác là em làm dấu trừ hay bị sai thì em nhân với trừ 1 cả hai vế đi. Nhá. Nó sẽ khiến cho cái này thành dấu dương này. Thành hệ số nó dương này, dễ làm hơn. Đấy, tách ra x bình cộng x trừ 4x trừ 4 lớn bằng 0. Trong cũng phân tích nhân tử thôi. Em chưa cả hai cách rồi nhá. Cuối buổi nhớ là cứ khi kết thúc buổi học thì các bạn chụp luôn và ghi gửi lên nhóm nhá, để xác nhận là em có làm bài, em có ghi chép học hành tử tế. X cộng 1 ở đây hai trường hợp, x cộng 1 lớn bằng 0, x trừ 4 lớn bằng 0. Đấy, x cộng 1 nhỏ bằng 0 thì x trừ 4 cũng nhỏ bằng 0. Giải ra trên là x lớn bằng âm 1 này, x lớn bằng 4. Dưới là x nhỏ bằng âm 1. X nhỏ bằng 4. Vậy ta ra là gì đây? X vậy phải lớn bằng 4 hoặc là x nhỏ hơn bằng âm 1. Nha. Đấy, kết quả dù giải kiểu gì thì nó cũng ra giống nhau thôi. Thế kết luận này vậy. Bất phương trình có nghiệm. Đấy, chép ra x lớn hơn bằng 4 hoặc là x nhỏ hơn bằng âm 1. Còn trên trục số thì thầy sẽ biểu diễn thế nào? Đây, ví dụ 0 ở chính giữa này, 4 đây, âm 1 đây chẳng hạn, thì lớn bằng 4 này, ngoặc vuông này, nhỏ bằng âm 1 này, và bạn gạch phần ở bên ở giữa đi. Lúc này mình lấy cái khoảng ở bên ngoài nhá. Đây là hai nghiệm mình này, mình lấy cái bên phía bên ngoài, trong hai nghiệm, trong khoảng hai nghiệm mình gạch nó đi. Đấy, em vẽ lại vở đi, trình bày đầy đủ vở cả hai cách. Chưa? Bạn nào xong ấn này cái giơ tay nào. Nào, nó có cái giơ tay trong Zoom ạ. Bạn nào xong giơ tay đi. Để bạn nào xong ấn giơ tay cho thầy đi.
thấy Thanh với Phát rơi này. Ok, Dũng rồi. Đức rồi. Đấy, các bạn hoàn thiện là vở. Xong thì chúng ta dơ lên. Các bạn nào bị mờ không? Đấy, Thanh nhìn rõ không em? Nét, nét không? Đấy, bây giờ mà bị mờ là khả năng cao là do đường truyền của mình có vấn đề đấy. Rồi nhá, bây giờ sau câu này thì cho mọi bạn một cơ hội nữa để gỡ. À, để xem là có gỡ được được không nhá. À, câu này cho đừng sai nữa. Phải đúng. Đấy, còn Thơ với Thúy xong, giơ tay lên. Rồi, ok nhá. Nào, câu C này. Con này cả lớp là đúng hết cho thầy nhá. Đừng ai sai. Nào. Trừ x bình cộng 12x trừ đi 32 lớn bằng 0. Làm luôn, gửi lên nhóm. Anh ơi, em mà vẽ 4 bằng 8 này là không được đâu nhá. Em vẽ đoạn 4 với đoạn 8 ra bằng bằng nhau kìa. Đấy, mà thế nào lại số 4 lại bé bé hơn số 0 là nào? Thúy em không gạch chéo đi. Bổ sung vào ra này nào. Biểu diễn xong rồi gạch chéo chứ. Rồi, thì mấy bạn đăng ở này. Bạn gửi ra đây. Bốn đến tám rồi để vẽ. Phát ơi, xem lại cách vẽ chụp số đi. Vẽ sai. Vẽ sai rồi, vẽ lại đi. Bốn này nhỏ hơn không. Thanh vẽ lại chưa? Rồi ạ. Ừ. Không, với lại 48 mình vẽ hợp lý một chút. Thực ra như Thơ vẽ chưa chính xác về tỷ lệ đâu. Từ 0 đến 4 lại nhỏ hơn từ 4 đến 8 là điêu. Đã hai lần đến vòng 4 mà. Thì thấy các bạn ở đây đều giải được ra
kết quả như thế này hết. Đấy, bạn ra được 4 nhỏ bằng x nhỏ bằng 8. Đúng không? Tức là đoạn từ 4 đến 8 đấy. Chúng ta vẽ biểu diễn trục số thôi nhá. Nhớ cái đoạn đó kỹ cho thầy. Đấy sẽ là 0 này. À, 0 đây. Ví dụ đây là 4 thì đây sẽ là 8. Đúng không? Đoạn ta từ 4 đến 8 đây này. Ví dụ nó đã có những cái này thì mình phải vẽ nó hợp lý về tỷ lệ một chút. Đỡ bị thắc mắc. Đúng, cùng một công làm thì làm nó bài bản, làm chuẩn thì vẫn hơn. Được chưa? Từ 4 đến 0 đến 4 là 4 đơn vị nhá. 4 đến 8 cũng là 4. Vẽ cho nó hợp lý. Bạn nào chưa hợp lý thì sửa lại cái vẽ này đi. Nha. Rồi ok. Đấy, tạm tạm như vậy. Giờ thì chuyển sang một cái khác. Nào bây giờ chúng ta sẽ nói một vài cái bất phương trình. Nhá, nói vào cái bất phương trình nhưng mà dạng thương. Câu D này. Câu D. Ví dụ thầy cho như này, thầy cho x-3 trên x cộng 2. Yeah, x-3 trên x cộng 2 mà nhỏ hơn 0. Nhỏ hơn 0. Thì hôm trước mình làm rồi đúng không? Và làm trước mình được nói rồi. Khi mà thương mà nhỏ hơn 0 này, một cái phân số hay một cái phân thức nhỏ hơn 0 thì tử ở mẫu của mình sẽ trái giống nhau. Nhỉ? Tử mẫu sẽ trái giống nhau. Vậy thì tử mà dương thì mẫu âm, tử âm thì mẫu dương. Tuy nhiên trong trường hợp này mình có thấy bọn này nó có so sánh được tử mẫu này không nhỉ? Có biết thằng nào to thằng nào bé không? Ai biết bật mic này. Thằng nào to thằng nào bé ở đấy? X cộng 2 lớn hơn x trừ 3. X cộng 2 thì to hơn là x trừ 3. Đúng không? Trung x này. 2 lớn hơn trừ 3 rồi. Vậy cái mẫu này thằng lớn. Cái tử là thằng bé. Mà hai thằng trái giấu nhau vậy thì thằng tử phải là thằng âm. Nhờ x trừ 3 phải âm. X cộng 2 phải. Phải dương. Đúng không? Tương đương này. Vậy ta là biết là hai là trái giấu x cộng trừ 3 âm này. X cộng 2 dương. Mình giải thích cho bên cạnh này vì x trừ 3 của tôi thì nhỏ hơn x cộng 2. Đấy thì phải đỡ với chia trường hợp. Trường hợp nào mà nó có dấu luôn thì dùng ngay. Cho nó gọn nhá. Em làm một trường hợp duy nhất thôi. Đấy. Trên thì ra là x sẽ nhỏ hơn 3. Dưới thì ra x lớn hơn trừ 2. Kết hợp lại. Kết hợp lại ra gì Thúy nhỉ? Âm 2 nhỏ hơn x nhỏ hơn 3. Rồi ok. Đấy thế là xong. Nào kết luận là vậy. Bất phương trình có nghiệm trừ 2 nhỏ hơn x nhỏ hơn 3. Vẽ trục số ra. Không ở đây nhá. Ví dụ đây là trừ 2 này. Đây là 3. 3 nó phải to hơn đúng không? Đấy. Từ trừ 2 đến 3. Đấy. Đây là cái trục số các bạn. Nhớ là cái đoạn từ 0 đến trừ 2 nó phải ngắn hơn từ 0 đến 3 rồi. Đấy, thanh niên nào xong thì là vở thầy câu này. Nha, thanh niên nào xong là vở. X trừ 1 trên x cộng 3 lớn hơn 1. Lớn hơn 1. Hoàng khẩn trương đấy Hoàng ơi. Tranh thủ lên em. X trừ 1 trên x cộng 3 lớn hơn 1. Mình có thấy thằng này với thằng trên khác nhau gì không Đức? Có ạ. Khác gì em nhỉ? Trên là nó nhỏ hơn không, còn bên dưới này là bằng 1 ạ. À tức là đây là bên phải, về bên phải đây là bằng 0, nhưng về bên phải này là 1. Như vậy với những cái bài mà về bên phải nó chưa phải là số 0 ấy thì đề nghị các bạn làm như sau, bạn chuyển thằng này sang quy đầu. Nha, bạn cứ chuyển cho thầy con số này sang đây bạn quy đầu. Hiểu ý không? Tương đương này.
x trừ 1 trên x cộng 3 trừ đi 1 sẽ lớn hơn 0. Đấy, sau đấy thay ra là gì? X trừ 1 này trừ đi cái mẫu này trừ x trừ 3. Vậy thì tử của ta tôi ra là âm 4 nhỉ. Đấy, âm 4 trên x cộng 3 mà lớn 0, trong đó tử đã âm rồi, vậy thì mẫu cũng phải âm theo vì tử mẫu cùng dấu mà. Đấy, bài này mình sẽ ra là x nhỏ hơn âm 3 nhỉ. Vậy bất phương trình có nghiệm. Vẽ trục số này. Nhỏ hơn âm 3 đây. Nha, đấy. X nhỏ hơn âm 3. Ai xong rồi nhá, làm con này vào vở. Nhỏ x cộng 1 trên x trừ 2 nhỏ hơn bằng 2. Nhỏ hơn hoặc bằng 2. Bài này các bạn vẫn bị nhầm lẫn đấy. Ở đây nhá. Tôi vận chuyển vế sang. Các em ghi đồng lên. Ghi đồng lên thì có thể ghi đồng lên thành nhân vào đây này. Làm này đỡ bị sai nhá. Sau đó phá tung ra. Cái này mình sẽ thấy là đây là bằng chữ x cộng 5 hay là ghi là 5 chữ x cũng được. Đến đây đấy các bạn chia trường hợp. Phải không? Từ mẫu trái dấu nhau thì hai thằng gì? À, phân thức mà âm thì từ mẫu trái dấu nhỉ. Hai trường hợp ra này. Hoặc là 5 chữ x của tôi mà lớn bằng 0 thì x trừ 2 sẽ nhỏ hơn hẳn 0. Lý do là x trừ 2 ở mẫu nên không có dấu bằng được. Đấy, trên thì tôi ra là x sẽ nhỏ bằng 5. X sẽ nhỏ hơn 2. X sẽ lớn hơn hoặc bằng 5. X sẽ lớn hơn 2. Đấy, thì thôi khi kết hợp lại tôi ra gì? X sẽ lớn hơn bằng 5 và x nhỏ hơn 2 hoặc x nhỏ hơn hơn 2. Lớn bằng 5 hoặc nhỏ hơn 2. Đấy, lớn bằng 5 là của cái dưới. Thì ghi lộn nó nhảy lớn bằng 5 của cái dưới, nhỏ hơn 2 là của cái trên. Nó ra hai trường hợp kết hợp với nhau như này này. Đấy, còn về trục số nhá. Thầy vẽ lại tổng nhận những trục số này. Ví dụ 0 đây. 2 đây chẳng hạn thì 5 nó phải dài hơn thế này, cái khoảng cách ở đây phải dài hơn. Lớn bằng 5 đây này. Nhỏ hơn 2 đây. Trong khoảng này gạch. Thấy chưa? Đó. Bạn nào chưa ok chúng ta chữa vào nhanh lên. Lát nữa cuối buổi chụp vở đấy. Ai không rồi ấn giơ tay thầy nhá. Tiếp nhá. Tiếp này thế này. Nào, này vẫn bị sai. Câu G này. Cho câu khác. Rồi nào. 2 chữ x này trên 3 x trừ 1 lớn hơn trừ 1.
Làm luôn đi. Luôn gửi nhóm thầy. Thì cái bước kết hợp nghiệm cuối cùng của em không, em chưa ra hẳn kết quả cuối cùng kìa. Em phải ghi rõ ra chứ. Mà thiếu dấu hoặc mất rồi. Phải ghi rõ ra là x lớn hơn gì, x nhỏ hơn gì ra chứ, hoặc x nhỏ hơn gì ra chứ. Viết vậy là chưa được rồi. Nha, lưu ý ở đây mình sẽ chuyển vế sang này. Chuyển đến trừ 1 sang thành cộng 1. Quy đồng lên. Thì thành đây là gì đây? 2x cộng 1 trên 3x trừ 1 lớn hơn 0. Đúng không? Và bạn chia ra hai trường hợp. Hai thằng này cùng dương là cùng âm. Đấy, trên này ra là x lớn hơn trừ 1/2. Nha. Dưới thì thầy ra là x lớn hơn trừ x lớn hơn 1/3. Đấy, ở dưới đây nữa. X sẽ nhỏ hơn trừ 1/2. X nhỏ hơn 1/3. Thì sau khi kết hợp thì thầy ra là gì? Trên là x lớn 1/3. Dưới là x nhỏ hơn trừ 1/2. Hoặc nhá. Đấy, thì ra là đến hẳn bước này. Thì ra hẳn đến đây nhá, Thúy nhá. Sau đó kết luận này vậy. Bước phương trình có nghiệm. X lớn 1/2 hoặc là x nhỏ hơn trừ 1/3. Sau đó vẽ trục số ra. Em biểu diễn. Không đây chẳng hạn. Đây là 1/2 này. Thì trừ 1/3 nó bé hơn mà đúng không? Thế độ dài à, thấy là lớn. Lớn hơn 1/3 mà thầy. À lớn 1/3. Ờ nó nhỏ hơn 1/2 vậy thì đoạn này nó phải dài hơn. Lớn 1/3 là nhỏ hơn trừ 1/2. Vậy đáng lẽ cái đoạn này phải vẽ dài dài hơn này. Đây vẽ dài hơn. Tại vì trừ 1 cái đoạn nó 1/2 là nó lớn hơn 1/3 mà. Ừ, đây thì vẽ lại. Chính xác nhé, vẽ chính xác. Không đây. 1/3. Ví dụ đây 1/3 đây. Đấy thì trừ 1/2 đây. Đấy trừ 1/2 cái khoảng cách từ 0 đến nó phải to hơn mà. Lớn hơn 1/3 này. Hoặc nhỏ hơn trừ 1/2 này. Ở giữa này mình gạch đi. Đấy. Đấy là cách mình xử lý câu này. Được chưa? Đấy, cái bài đấy tạm dài thời dừng ở đây nhá. Tạm thời dừng ở đấy để chuyển sang bài tập khác. Mình nghĩ đây chuyển bài này thì các bạn sẽ quen thuộc hơn này. Đấy, cái dạng bài sau đây bạn sẽ quen thuộc hơn. Nhưng mà thầy chủ yếu thầy muốn chỉnh lại cái trình bày của các bạn. Được chưa? Ai xong giơ tay cái nhỉ? Rồi ok. Nào, bài tiếp theo. Đây là bài số mấy nhỉ? Đây là bài 1 thôi, bài 2. Bài 2. Rồi sau này. Rút gọn. Biểu thức. Câu A nhá. Biểu thức A của thầy bằng. Thế đây bài này. X cộng 1 trên x tất cả bình. Chia cho mẫu hoặc vuông. X bình cộng 1 trên x cộng với 2 trên x cộng 1 nhân mở hoặc 1 trên x cộng 1
đóng ngoặc với x khác 0 x khác trừ 1 với x khác 0 x khác trừ 1. Rồi bây giờ nha, bài này coi như mình làm mẫu với nhau nha, mình làm chung để lấy lại cách trình bày nha. Đề nghị tất cả các bạn sau khi thì trình bày mẫu rồi mọi người trình bày theo nha, trình bày theo cách của thầy, không ăn bớt nha. Các bạn muốn bớt điểm mình đi thì bạn cứ ăn bớt thoải mái, được chưa? Bài trình bày ra sao này Đức, Đức nhỉ? Viết viết sao, viết sao? Không khác x khác 1. X khác 0 này, x khác 1 sao nữa? Khác 1 sao nữa? Thì ta có. Ta có này. Nha, cái cách viết ở đây là với điều kiện xác định này, MB nguyên điều kiện xác định vứt vào đây. Ta có. Đầu tiên là làm gì, Đức? Viết đề bài xuống ạ. Đầu tiên chép cái đề bài xuống đã. Rồi, sao nữa? Rút gọn. Thao tác mình sẽ đi rút gọn. Rồi, ok, cảm ơn Đức. Nào, thầy sẽ làm dần dần nhá. Cái đầu tiên này chưa làm được gì cả. Chưa làm gì cả. Chép lại. Thằng nào chưa làm gì phải chép nó lại thôi. Ở trong ngoặc này thì mình biến đổi từ từ dần dần nhá. X bình cộng 1 trên x này. 2 nhân x cộng 1 thì cũng để nguyên này. Trong ngoặc này thì có thể thầy quy đồng được. Nhờ, thầy quy đồng được cái trong ngoặc này. Thì mẫu chung của thầy là x. Thấy chưa? Tử sẽ là 1 cộng x. Ok chưa? Tử của thầy là 1 cộng x này. Như vậy là 1 cộng x với 1 x cộng 1 là hết. Chỉ tiêu mà. Bằng tiếp. Ở đây sẽ thành là x bình cộng 1 trên x này. Cộng với 2 trên x nhỉ? 2 trên x. Cộng 2 trên x. Số này hơi xấu nhỉ. Để thầy xem nào. Đây thầy chấp chiếu cái này. Đây thiếu là sao thấy sẽ xấu xấu. Chỗ này là bình. Chỗ này là bình nhá. May là chưa động gì đến cái này là bình nhá. Sửa đây là bình này. Vậy thì dưới này sửa nó hết thành thành bình cho thầy. Mà sao thấy số nó xấu à, như này thì không giải quyết được. Như này thì không thể ra đẹp được luôn. Nha, sửa tất cả này thành thêm bình này, này. X bình ở dưới mẫu của cái thằng này này. Sửa hết ở trên dưới đã. Được chưa? Nào, Thúy đang làm gì Thúy? Không vào thì sao mà nhìn được bài em? Nào, tiếp tục này, bằng này, ta có là x cộng 1 trên x tất cả bình này, chia cho cái ở trong ngoặc thì mình sẽ quy đồng nó lên nhá. Mình thấy có mẫu là x bình với x thì mình sẽ quy đồng mẫu chung là x bình, được không? Chung là x bình thì thằng nhất thầy giữ nguyên. Thằng thứ hai thầy nhân thêm x nữa thì thành là 2 nhân x thì thành 2x. Đồng ý chưa? Cái này thầy viết thành là tử bình trên mẫu bình nhá. Đó. Ô, cái tử là gì ấy nhỉ? Thanh. Thanh đâu nhỉ? Cái tử là gì em? Thầy cho em ao một tí, em có việc. Tranh thủ lên. Cái tử này bằng gì nhỉ? Cái tử này bằng gì đấy Dũng ơi? Em nhìn này đặc biệt không? X bình này cộng 2x cộng 1 là gì ạ? X bình cộng 2x cộng 1 là gì vậy? Đấy, cái quả này mà không thuộc là chuẩn bị chấp phạt đây này.
gì phát phát nhỉ? Thằng nào thức số 1 à? Ờ bằng, bằng gì em? Bằng x cộng tất cả mũ 2. X cộng 1 tất cả mũ 2. Cái này mà thức cái này không thuộc là hỏng rồi. Ô, hai thằng này giống hệt nhau này. Thằng này với thằng này giống hệt nhau mà chia nhau. Hai số giống hệt nhau mà chia nhau như kiểu mình hiểu là x chia cho x ấy. Bằng 1 chưa? Bằng 1 vì nó giống hệt nhau mà. Chia nhau nó bằng kết quả bằng 1. Vậy biểu thức này quá gọn gàng luôn. Vậy với x khác 0, x khác trừ 1 thì nhá, a có thể bằng 1. Được chưa? Với x khác 0, x khác trừ 1 thì a bằng 1. Nhớ cách trình bày nhá. Bắt đầu bằng câu với. Nhá, bắt đầu bằng câu với điều kiện xác định này, ta có. Bắt đầu giúp bạn đi. Kết thúc sẽ là vậy với điều kiện xác định này. Chép nó ra thì a bằng mấy ghi ra. Nha. Thôi em ao ra ạ, có người gọi ạ. Ờ anh thủ lên xong quay lại. Nha. Sau đấy thì sang cho đề bài câu B này, các bạn chép làm đúng mẫu nha. Đừng ăn bớt. Đừng ăn bớt của thầy. Thầy cho như sau. Biểu thức B của thầy bằng x cộng 2 trên x trừ 1 nhân với mở ngoặc x mũ 3 trên 2x cộng 2 cộng với 1 nữa trừ đi 8x cộng 7 trên 2x bình trừ 2 với điều kiện là x khác 1 và x khác trừ 1 nhá. Với điều kiện là x khác 1 và x khác trừ 1. Được chưa? Trình bày luôn theo mẫu của thầy nhá. Luôn theo mẫu đi. Thơ với có Thanh gửi lên nhóm à. Giờ đây để chữa xem là nó ra kết quả gì nhá. Đây này chắc chắn số đấy sẽ không đẹp như câu vừa nãy được đâu. Đấy, nhưng mình cũng sẽ làm được. Nào ghi này. Trình bày lại này với điều kiện xác định nha. Với này x khác 1 x khác trừ 1 ta có. Bạn chắc là biểu thức đã. Trên chỉ là đề bài thôi. Còn khi vào bài cụ thể thì bạn phải nên chép nó lại. Chỗ này thì mình phải quy đồng lên thôi đúng không? Chẳng cách nào khác cả. Nhất định phải quy đồng lên rồi. X mũ 3 này cộng 2 x cộng 2 để đặt luôn 2 nhân tử chung vào mẫu nhé. Trong x cộng 1 8 x cộng 7 trên 2 lần này nhân x trừ 1 x cộng 1. Nha. Nào vậy thì tử thằng này sẽ là gì? X cộng 2 này nhân với x mũ 3 cộng 2 x cộng 2 trên 2 nhân x trừ 1 x cộng 1 này là trừ đi 8 x cộng 7 trên 2 nhân x trừ 1 x cộng 1. Rồi vậy là đây là mẫu chung rồi đấy. Mẫu chung là 2 nhân x trừ 1 nhân x cộng 1 rồi. Vậy tử ta sẽ nhân tung nó ra nhá. Nhân lần lượt ra này x mũ 4 cộng 2 x mũ 3 cộng 2x x mũ 4 cộng 2x x bình chứ. 2x bình cộng với 2x rồi. Xong cộng với 2 x mũ 3 cộng với 4x bình cộng với 4x và cộng với 4. Sau đó trừ đi 8x trừ 7 ở đây.
Rồi, thầy đi từ bậc cao xuống nhá. Bậc cao nhất có x mũ 4. X mũ 3 thì có là cộng 2 x mũ 3. 2x bình. 2x bình mỗi cái à? 2x bình này. Đúng rồi, cộng 2x bình nữa. 2 2 với 4, 2 4 là 6x này. 6x mà trừ đi 8x là trừ 2x. Số thì có 4 trừ 7 là trừ 3 phải không? Đấy, trên là 2 nhân x trừ 1 nhân x cộng cộng 1. Đấy, biểu thức bây giờ mình quy tụ hết rồi còn một biểu thức thôi. Bây giờ xem phân tích nhân tử như nào nhá. Xem phân tích nhân tử như nào. Nó có nhân tử là x trừ 1 phải không thơ? À vâng. X trừ 1 luôn. Có cả x cộng 1 nữa. Cái x cộng 1 luôn, thế vậy thì nhóm luôn những thằng này gần vào nhau cho nó tiện này. Vậy thực tế nó có nhân tử là x bình trừ 1 đấy. Đúng không? Vậy thực tế nó có nhân tử là x bình trừ 1 luôn. Mình kiểm tra nhá, mình kiểm tra mình nhẩm mình thấy là cái tử này này. Cái bậc 4 này thì bạn phải có máy 580 bạn mới bấm được nghiệm. Nhưng mà nếu mà mình kiểm tra mình sẽ thấy là cái tử này, riêng cái tử này nó có nghiệm là x bằng 1 với x bằng trừ 1 nữa. Thì khi x bằng 1 ấy thì nhân tử sẽ là x trừ đi cái này là x trừ 1. Nếu x nghĩa là âm 1 là nghiệm thì nhân tử sẽ là x cộng với 1. Giờ và khi có cả hai nhân tử trong đấy nó sẽ nhân tử sẽ x bình trừ 1. Thì mình phân tích luôn này để tí rút gọn cho nó gọn, cho nó nhanh. Hiểu ý không? Nếu x mũ 4 là muốn có xuất hiện là x bình trừ 1 thì thầy phải trừ đi x, x bình. Trừ đi x bình. Nhá, trừ đi x bình này. Nhưng trong đề bài nó lại có 2x bình. Để đang trừ x bình có 2 muốn có về 2x bình phải cộng 3x bình vào đây. Sau đó trừ đi 3. Đấy. Thì những cái cụm này nó sẽ tạo thành cái nhân tử x bình trừ 1 này. Tiếp theo này. 2x mũ 3 thì trừ đi 2x là vừa sinh luôn. Đấy, coi như là hết, trên tử là thầy tách xong hết rồi. Thế này thì viết thành là x bình chung này, trong là x bình trừ 1. Cái này đặt 3 chung ra, trong là x bình trừ 1. Cái này là cộng 2x ra, trong là x bình trừ 1. Cái này là 2 nhân x bình trừ 1. Được chưa? Vậy là thầy đặt x bình trừ 1 chung. Trong là x bình này cộng 2x cộng 3 trên 2 nhân x bình trừ 1. Vậy là x bình trừ 1 chung, vậy ra là x bình cộng 2x cộng 3 trên 2. Đó, và làm câu kết luận lại là vậy. Với x khác 1 x khác trừ 1 thì biểu thức B của ta sẽ bằng là x bình cộng 2x cộng 3 tất cả chia 2. Đó, đấy là cái đấy là trình bày của cái câu câu B. Trình bày câu B. Bạn nhớ cái cấu trúc trình bày như này nhá. Đó, ai xong rồi giơ tay lên đi. Phát thì nhanh ấy phát. Chép thì nhanh vậy. Đó. Chép nhanh thế. Em chép bằng cấp. Cái đẳng cấp à? Lúc nào sang dạy thầy phát. Chép bài mà cũng đẳng cấp nữa. Đứa nào ghi xong thầy cho một câu hỏi phụ của cái ý B này nhá. Chứng minh B lớn hơn 0. Chứng minh là B này ở luôn dương. Chứng minh đi. Chứng minh B lớn hơn 0. Làm luôn nhá. Hoàng với Dũng làm đi. Dũng làm gì đấy em? Bật cam lên nhá.
Vậy là lấy bài của Thơ với Lệ Thanh là kết quả là ok. Bây giờ các bạn ấy mong rằng là dịch dịch bệnh nó đỡ lại, nó ổn định trở lại để chúng ta đến lớp học được với nhau. Đấy, lúc đấy nó sẽ ok hơn. Còn lúc học ở nhà thì các bạn phải có ý thức cao vào, chứ đừng để thầy nhắc. Còn nếu mà để thầy nhắc nhiều ấy là thầy cho nghỉ luôn đấy. Học cho các bạn không phải học cho thầy hay học cho bố mẹ các bạn đâu, học cho chính bản thân mình ấy. Thanh Thanh có hướng chứng minh chưa Thanh? Xong Đấy, xong rồi chụp thấy chưa nào? Viết này cũng Thanh viết này nó chưa ổn Thanh ạ. Em viết này nó chưa ổn. Nào bây giờ thầy chứng Vâng. minh nhá. Mình nên chứng minh thì mình viết xuôi, mình suy ra thì hơn. Ví dụ các bảo là tìm x để b lớn không cơ thì mình cứ đi làm như kiểu của em. Trình bày như sau. Nào, với này. X khác 1, x khác -1 thì ta có. Đấy, coi như ví dụ chẳng hạn trong một bài rút gọn đây là ý B chẳng hạn. Thì với bạn chép lại đề bài là B bằng gì nào? Có phải là x bình cộng 2 cộng 3 trên 2 không? Đấy, đề bài của ta ra như này. Thì thầy phát hiện ra trên tử là thầy có một cái gì đấy rất liên quan đến bảng thức. X bình cộng 2 cộng 1. Thì do cộng 3 là còn cộng 2 nữa. Đó. Hợp lý không Phát? Có. Rồi, bằng tiếp. Đây nó là x cộng 1 tất cả bình. Được chưa? Rồi cộng thêm 2 nữa. Trên 2.
Đó, thì giờ ta sẽ đi ta đánh giá này, rõ ràng cái bình phương cộng với số này tử là dương rồi, nhìn qua là biết dương rồi, tử là dương này, bình phương cộng thêm một số dương là dương chắc rồi, mẫu thì số 2 cũng dương luôn. Bây giờ mình đi lý luận thôi nhá. Ta có x cộng 1 tất cả bình sẽ lớn bằng 0 này với bọn x, được chưa? X nào cũng được. Suy ra là x cộng 1 tất cả bình mà lại cộng thêm 2 nữa sẽ lớn bằng 2 với bọn x. Mà lớn bằng 2 rồi tức là nó sẽ dương hẳn, với cả tử nó dương đúng không? Đấy, suy ra là khi thấy chia cho 2, chia cho một số dương thì nó vẫn dương thôi. Đấy, có thể ghi lý do ở đây là gì? Vì 2 lớn hơn hơn 0. Đó. Như vậy đây là chính hỏi thức B của mình này, suy ra B sẽ lớn 0 với mọi x. Được chưa nào? Vậy ra cứ đoạn thôi vậy. B lớn 0. Đấy, dấu nó dương rồi. Các bạn trình bày nhanh vào vở nhá, chữ nhanh ở trong vở đi. Ai xong giơ tay lên. Rồi giờ chép bài về nhà nhá. Chép bài về nhà này. Ghi bài về nhà. Đây bài về nhà ngày 18 tháng 5. Nhá, cố gắng làm thật cẩn thận vào. Các em càng cẩn thận trau chuốt được cái gì thì sau này cuộc đời của em nó sẽ tốt lên, cả việc học hành của em vậy. Càng ngầu thì nó càng đi xuống thôi nhá. Cái gì đấy, các bạn không phải tự dưng các bạn học đối hay là như nào đâu, mọi thứ là đều có cái lý do của nó đấy. À, bài số 1. Bài số 1. Ghi thầy đi rút gọn. Biểu thức A nhỏ biểu thức P bằng 1 chứa x bình trên x nhân với này x bình trên x cộng 3 trừ đi 1 cộng này 3x bình trừ 14x cộng 3 trên x bình cộng 3x. Đấy, với điều kiện đây là thầy là x khác 0, x khác trừ 3 nhá. Đấy, câu B cho biểu thức quy bằng, quy bằng này 1 trên x trừ 1 trừ đi x bình trừ x trên x bình cộng 1 nhân với này x trên này x bình trừ 2x cộng 1 và trừ đi 1 trên với x bình trừ 1. Điều kiện đây là với x khác 0, x khác 3, x khác trừ 3, x khác âm 3 phần 2. Đấy, điều kiện thầy đấy. Một câu nữa. Đó nha, sang bài 2. Như thế là cho biểu thức. Đấy, cho biểu thức M bằng x bình trên x mũ 3 trừ 4x cộng với 6 trên 6 trừ đi 3x cộng với 1 trên x cộng 2 chia cho x trừ 2 cộng với 10 trừ x bình trên x cộng 2. Câu A, tìm điều kiện xác định của M. Đấy, và rút gọn M. Câu B, tìm x
để mở dương. Đây, mở dương mà lớn không ạ? Được chưa? Đây, bài 2. Bài 3. Bài số 3. Giải bất phương trình nhé. Và biểu diễn tập nghiệm. Trên trục số. Đó. Rồi, ok. Đây là toàn bộ bài về nhà của hôm nay nhá. Thế này, thầy tính tự ý là 1, 2, này, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ý tất tất cả nhá. Thì bạn nhớ lịch học của mình nhá. Thầy vẫn dặn hôm trước rồi đấy. Thứ 3 và thứ 7 học sáng với thầy, học đại. Tối thứ 5 học hình với cô Quỳnh Anh nhá. Để ý trên nhóm ấy. Tối thứ 5 nhá. Thứ 3 cộng thứ 7 là sáng. 7:30. Còn thứ 5 là tối là 19:30 nhá. Nhớ lịch ạ. Được chưa? Nhưng mà hôm sau để được vào lớp học hình phải nộp bài đại. Rõ chưa? Để được vào lớp học hình phải nộp bài đại. Buổi bài nào làm luôn bài đấy, chứ không có để tận buổi đại sau mới kiểm tra đâu. Ngày nào của trang luôn ngày hôm tới luôn. Dũng với Hoàng nắm được chưa? Rồi ạ. Rồi, ok.